Thưa quý vị, phục vụ cho mục đích di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng phải di dời vào các cụm công nghiệp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dùng ngân sách xây dựng 4 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp chế biến hải sản Rồng An, huyện Đất Đỏ, cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, cụm công nghiệp Hòa Long và cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Long Phước, thành phố Bà Rịa, với tổng diện tích gần 100 ha. Từ năm 2021, các cụm công nghiệp này đã hoàn thành công tác hạ tầng, đáp ứng cho gần 60 cơ sở doanh nghiệp thuộc diện phải di dời vào đây. Tháng 6 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh thuộc Sở Công Thương quản lý, khai thác hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp này. Tại thành phố Bà Rịa, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa chủ trì cuộc họp với Sở Công Thương, Sở Tài nguyên Môi trường và các ngành liên quan để thống nhất phương án bố trí vị trí mặt bằng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp Long Phước và Hòa Long. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa, trên địa bàn thành phố có 7 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm thuộc diện di dời và đã đồng ý di dời vào cụm công nghiệp Long Phước với tổng diện tích 26.380 m², chiếm 55% tổng diện tích toàn cụm công nghiệp. Đối với cụm công nghiệp Hòa Long có diện tích 50 ha, bố trí cho 22 cơ sở di dời. Sở Tài nguyên Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa thông báo cho 7 cơ sở doanh nghiệp về giá đất cho thuê tại cụm công nghiệp Long Phước theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Yêu cầu các cơ sở phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định trước khi xả thải vào hệ thống chung của cụm công nghiệp. Đối với cụm công nghiệp Hòa Long, tháng 4 năm 2022, Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa đã làm việc với 22 cơ sở nằm trong diện phải di dời. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ sở nào nộp đơn xin thuê đất do giá thuê khá cao. Tại cuộc họp với các sở ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa yêu cầu Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các sở ngành của tỉnh hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở thuộc diện di dời nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư vào cụm công nghiệp Long Phước. Đối với các cơ sở thuộc diện di dời vào cụm công nghiệp Hòa Long, Phòng Kinh tế tiếp tục tuyên truyền vận động chủ cơ sở chấp thuận chủ trương của nhà nước nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Còn tại huyện Xuyên Mộc, ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao quản lý khai thác hạ tầng cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu, Trung tâm Khuyến công tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức vận động hướng dẫn các chủ doanh nghiệp, cơ sở thuộc diện di dời thực hiện các thủ tục đầu tư vào cụm. Qua ghi nhận thì hầu hết các chủ cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đều đồng thuận với chủ trương này. Huyện Xuyên Mộc từng có hơn 30 cơ sở doanh nghiệp chế biến hải sản, trong đó địa bàn xã Bình Châu chiếm khoảng 90% tổng số cơ sở trong toàn huyện. Các cơ sở doanh nghiệp này có quy mô sản xuất nhỏ theo hình thức gia công là chính. Những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân nên một số cơ sở doanh nghiệp đã chuyển đổi ngành nghề hoặc giải thể. Đến nay chỉ còn khoảng 10 doanh nghiệp và tất cả đều đồng thuận di dời vào cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu. Tôi đồng ý là tại vì là ở đây là nhà nước, các nhà ban ngành lãnh đạo là quy hoạch giờ cái chỗ đó làm là để là cho cái môi trường sạch và xanh. Cơ sở đây thì đã đăng ký ở trên khu chế biến hải sản tập trung, đăng ký tại xã và huyện. Còn khi mà doanh nghiệp cũng rất là đồng tình với cái khi mà nhà nước có chủ trương để đưa về cái khu chế biến hải sản tập trung thì doanh nghiệp cũng hoan nghênh và cũng đồng ý chuyển về theo cái quy định của nhà nước. Cụm công nghiệp chế biến hải sản Bình Châu có tổng diện tích 21,5 ha. Hiện nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc hướng dẫn các cơ sở, các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư vào cụm. Tuy nhiên, do hiện tại các cơ sở này nhận đơn hàng nhỏ giọt nên không đủ năng lực chi phí di dời, đầu tư cơ sở mới trong cụm. Vì vậy, các cơ sở đều mong muốn tỉnh xem xét, điều chỉnh lại đơn giá cho thuê đất. Rất là lo, tại vì cái cơ sở chế biến ở trỏng á, thì mình đủ thứ tiền mặt bằng, đủ thứ tất cả các cái hết. Làm gia công mà bây giờ đơn hàng thì không có, làm cũng không có duy trì được. Còn mà giờ vô trong kia thì em không có thể di dời vô trong khu cụm công nghiệp được. Thưa quý vị, qua ghi nhận thực tế của phóng viên thời sự, không chỉ có chủ các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc lo lắng về giá cho thuê đất tại cụm công nghiệp quá cao, mà hầu hết các cơ sở doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh nằm trong diện di dời cũng chung ý kiến này, khiến cho tiến độ di dời vào các cụm công nghiệp đều rất chậm. Do đó, các cơ sở doanh nghiệp đề nghị tỉnh sớm ban hành bảng giá với mức giá phù hợp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở nhanh chóng di dời, yên tâm sản xuất.